Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dương Dê, mình là Mika đây. Trong đầu ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành speed test giữa hai chiếc máy, đó chính là Samsung Galaxy Z Fold 5 và Oppo Find N3 các bạn nhé. Đây là hai chiếc máy mà dạng fold đấy các bạn ạ, gập ngang. Và bây giờ thì mình sẽ show cho các bạn xem về phần đa nhiệm của cái hai chiếc máy này nè. Không có gì cả nha. Trước khi đi vào chi tiết video thì mình cũng xin cảm ơn Clickbuy đã hỗ trợ cho mình cả hai chiếc máy này để thực hiện video. Mọi thông tin chi tiết các bạn cứ kích vào đường link phía dưới mô tả video để tham khảo nhé. Quay trở lại với nội dung chính của video thì bây giờ mình sẽ tiến hành khởi động lại luôn nhé. Như vậy là cả hai chiếc máy này đều đã khởi động lên. Show lại một lần nữa cho các bạn về cái phần đa nhiệm này. Wow, thông qua camera thì mình thấy là độ sáng màn hình trên cái chiếc Z Fold 5 nó hơi thấp nhỉ. Đây thì bây giờ mình ở đây là mình đã bật mát rồi này. Đấy, đã thêm độ sáng luôn nhưng mà nó vẫn thấp hơn khá là nhiều so với lại Oppo Find N3, cho nên là mình cũng sẽ giảm xuống một cái khoảng nó tương tự. Rồi tí nữa là vào bên trong cái phần edit để mà chỉnh sửa lại sau. Đấy, ok, cũng tương đối rồi. Rồi, ứng dụng đầu tiên này, AnTuTu Benchmark 1, 2, 3. Xem nhau nha, cả hai chiếc máy này thì đều là chạy Snapdragon 8 Gen 2 cả, trên nhau khoảng 100.000 điểm. Hello Neighbor. Các bạn sẽ thấy rằng là về cái bề ngang của cái màn hình thanh như thế này thì trên Oppo Find N3 nó sẽ rộng hơn. Từ đó thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta thao tác dễ dàng hơn, vì tỷ lệ này là tỷ lệ 21:9, còn với Samsung thì hình như là 23:9 thì phải, nếu như mình nhớ không lầm. Nó khá là hẹp để mà chúng ta có thể là dễ dàng thao tác được. Đó, và khi mà dùng để mà mở những cái tựa game dạng ngang như thế này, nó sẽ thừa viền trên, viền dưới rất là nhiều luôn. Ok, Hill Climb 1, 2, 3. Ok, từ game này thì Samsung vào nhỉnh hơn một tí này. Ô, độ sáng màn hình của Samsung tự nhiên bây giờ nó lại sáng lên rồi các bạn. Trời ơi, có bật độ sáng tự động đâu ta. Đấy, bây giờ là... Rồi, bây giờ là mình có thể tự tin là đẩy sáng. Ồ, như thế này là thấy là màn hình của Samsung nó sáng hơn này, khi mà bật tính năng thêm độ sáng. Xem Run 2. Ok, cái này thì Samsung vào trước này. Ui, màn hình của Samsung giờ sáng rực lên luôn. Candy Crush Saga. Ok, thế thì mình xin phép là mình tắt đi cái phần thêm độ sáng này đi. Đấy, là nó sẽ vừa hơn với lại Oppo Alpha 8. Ok, Samsung đã vào trước. Mortal Kombat. Về độ mỏng khi mà gặp lại như thế này thì mình thấy là Oppo Find N3 vẫn sẽ mỏng hơn một tí so với lại Z Fold 5 các bạn nhé. Fruit Ninja 2. Z Buck Right. Gangstar 4. Angry Birds 2. Ô, hình như game này cả hai máy đều bị lỗi rồi. Từ game cuối cùng này, Assassin. Ok, xem nhau. Rồi, bây giờ thì mình sẽ show cho các bạn xem về mặt đa nhiệm, sau đó là test phần đa nhiệm nha. AnTuTu, ok này. Hello Neighbor, ok luôn. Hill Climb, rồi. Tame Run, ok. Candy Crush Saga, ok. Phần 8.
chung là đa nhiệm như thế này quá ok rồi. Oppo bây giờ là không có reload app, không có xóa app nữa. À, bây giờ thì Android Bird nó mới chạy này. Thôi kệ, bỏ qua đi. À, dù sao thì cũng không tính cái tựa game đó trong cái phần speed test rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành là chạy AnTuTu, sau đó là đo nhiệt độ nhá. Đo nhiệt độ nào. Nóng là nóng ở khu vực camera này. Chỗ này là chỗ đặt chip. Ui 48 độ này. Độ. Cái cục giá đấy là mình kê tại vì con Z Fold 5 thì nó bập bênh quá. Oppo thì lên quanh tầm khoảng 44 độ thôi. Đó là những gì mà mình muốn gửi đến cho bạn trong đầu ngày hôm nay. Còn các bạn nghĩ sao thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.